Tây Bắc là một vùng đất vô cùng kỳ thú. Cho đến nay, chúng ta đã tìm hiểu và khám phá được rất nhiều điều. Thế nhưng, Tây Bắc vẫn mang trong mình những bí ẩn mà khó ai có thể hiểu hết. Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc, bao gồm 6 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Nơi đây có khoảng 20 dân tộc sinh sống như Nùng, Hơ Mông, Giao, Tày. Và nổi bật hơn cả là dân tộc Thái với không gian văn hóa rất riêng, cũng chính tại vùng núi cao Tây Bắc hiểm trở, nơi khởi nguồn của nhiều độc chiêu, trong đó có thảo dược và khả năng hỗ trợ điều trị chứng suy giảm chức năng sinh lý nam giới, yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc đã kế thừa và phát triển độc chiêu ấy để cho ra đời sản phẩm mãnh lực trường xuân. Nếu có dịp lên Tây Bắc, chắc hẳn nhiều người sẽ được nghe đến những bài thuốc được chiết xuất từ những thảo dược tinh quý của núi rừng. Địa hình đặc trưng đã khiến cho người dân nơi đây tìm ra những bài thuốc quý giúp nâng cao thể trạng và sức lao động, làm nương rẫy trên núi cao quanh năm mà không hề mệt mỏi. Một trong những bài thuốc kỳ bí được người miền ngược, miền xuôi tìm kiếm nhiều nhất là thần dược sung sướng của người Thái Đen tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tìm hiểu về bài thuốc này, đoàn nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc đã thực hiện cuộc khảo sát thực địa tại bản Mong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với mong muốn tiếp cận được văn tự cổ, ghi chép công thức nguyên bản về bài thuốc giúp cải thiện chức năng sinh lý này. Được biết, trong sách cổ gia tộc họ Lý ghi lại, người Thái Đen từ xa xưa đã đánh giá ân ái vợ chồng là một trong những yếu tố quan trọng thắt chặt mối quan hệ giữa hai con người, duy trì được ngọn lửa yêu và hạnh phúc gia đình bền vững. Bởi vậy, họ đã sớm tìm tòi, vận dụng những thảo dược chốn thâm sơn cung cấp kết hợp với loại rượu ngô được trưng cất đặc biệt, tạo nên một thứ rượu chồng uống vợ say. Ngay cả những chức sắc lớn của các tộc người lân cận như vua Mèo, Vương Chí Sình cũng không thể chối từ. Thậm chí, vua phải sai tùy tùng vượt đèo lội suối hàng trăm cây số đường rừng để xin cho bằng được công thức bảo chế loại rượu này. Trở về sau chuyến khảo sát dài tại Sơn La, đội ngũ chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc đã tiến hành phân tích, tách chiết thành phần bài thuốc trong phòng thí nghiệm. Các thành phần chủ yếu trong bài thuốc là các loại thảo dược quý như dâm cao, ba kích, dâm dương hoắc, nhục tung dung, nấm tỏa dương. Đây là những thành phần có tác dụng điều trị các chứng yếu sinh lý, rối loạn cương dương và rối loạn xuất tinh hiệu quả. Trải qua hàng trăm năm, truyền qua nhiều thế hệ, nhưng giá trị bài thuốc không hề bị thay đổi. Tuy nhiên, dựa theo nguyên lý của y học cổ truyền, các bác sĩ vẫn thấy bài thuốc nguyên bản còn tồn tại nhiều thiếu sót. Công thức bào chế này chưa thực sự giúp các vị thuốc phát huy tác dụng. Hơn nữa, cũng chưa phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Chính vì vậy, đội ngũ chuyên gia đã tiếp tục nghiên cứu để tìm ra một giải pháp toàn diện nhất. Sau 4 năm vất vả, năm 2008, bài thuốc bốc thang mãnh lực trường xuân với hai chế phẩm Đại Bổ Hoàn và Bổ Thận Hoàn chính thức ra mắt. Thành công tiếp nối thành công, năm 2017, sản phẩm mãnh lực trường xuân tiếp tục được hoàn thiện và nâng lên một tầm cao mới. Sau khi kết hợp hai chế phẩm Đại Bổ Hoàn và Bổ Thận Hoàn làm một dưới dạng viên hoàn, mãnh lực trường xuân phiên bản mới không chỉ tiện lợi, gọn nhẹ hơn mà còn tăng dược lực lên tới 1,5 lần. Thành phần của mãnh lực trường xuân bao gồm dâm cao, nấm tỏa dương, dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích. Chính vì thế, mãnh lực trường xuân là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới. Người dùng sẽ cảm nhận được tất cả công dụng mà thuốc mang lại. Cụ thể, nhóm saponin tăng cường sự sinh sản nội tiết tố nam. Nhờ vậy, các cơ được thư giãn, không bị co thắt và làm giảm các áp lực lên dây thần kinh. Hỗ trợ điều trị các vấn đề xuất tinh sớm, có một phần tác dụng như thuốc kéo dài thời gian quan hệ, giúp cải thiện sự rối loạn cương dương, tinh lạnh, tiểu lắt nhắt, chân tay ra mồ hôi và lạnh. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những kiến thức về sức khỏe để bảo vệ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.